Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sam's, hệ thống quản lý khách hàng chuyên nghiệp cho tiệm nail. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Thank you Bird Nest, tổ yến thượng hạng, cuộc sống là món quà. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today với Thầy Lê Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ 6, thưa quý vị, ngày 11 tháng 2 năm 2022. Và vẫn là lời cầu chúc đầu tiên gửi đến tất cả quý khán giả thân mến, một ngày với thật nhiều niềm vui và sức khỏe dồi dào, thưa quý vị. Quý vị nào là những tín đồ say mê môn football, cuối tuần này sẽ có những giây phút thật là tươi vui với đượm tinh thần thể thao thôi. Chứ nghe nói nãy giờ Taylor Diệp cũng bàn là cuối tuần này chắc cũng có nhiều người sẽ cá độ lắm phải không? Dạ cá, thưa quý vị, anh Dũng thì anh không có rành cái môn football. Và tôi có đưa cho anh một cái ý kiến rằng là nếu mà anh muốn rành á, anh muốn xem mà coi hào hứng á, cá độ đi. Thì tự nhiên rằng anh không rành, anh cũng sẽ phải rành thôi. Thì anh thua tiền vài lần thì anh sẽ rành cái môn football liền. Nhưng mà anh tiết kiệm, anh không. Tại sao vậy? Tại sao lại phải coi rồi phải cá độ nó mới vui hay sao? Có nhiều người thì như là họ cái máu của họ đó là phải có cái sự thắng thua. Chứ còn nếu mà thắng không thì mà không có cái gì mà mình không có được cái gì đó. Nếu mà cái kết quả nó như vậy đó thì mình cũng không có lấy làm gì hào hứng. Thật ra là những người mà anh thấy rằng là khi mà họ la ó lên đó, chưa chắc thì họ ủng hộ cái đội đó đâu. Nhưng mà họ ủng hộ rằng là cái đội đó thắng thì họ mới có được cái tiền thù lao hay là cái tiền trúng cá độ. Thôi thì cầu chúc quý vị nếu có thích để xem thể thao không thì cũng vui, mà nếu có cá độ thì cá chúc chúc cho nó vui, nó tăng thêm phần hào hứng phải không ạ? Tôi để ý mấy năm trước ở mỗi ngày mà tới cái ngày Super Bowl, hàng xóm tụ tập xe cổ đông đúc mấy cái nhà hàng xóm người Mỹ đó, rồi la rần, người ta vui đó, ăn thấy từ vui lắm, vui. Đó như là một cái ngày hội vậy đó. Dạ. Có người còn mê dựng luôn mấy cái hình bong bóng mà thổi hình mấy cái ông cầu thủ football đó để trước nhà luôn, đó thấy là rất là hào hứng. Cuối tuần này thưa quý vị là cái ngày mà các cơ sở thương mại sẽ hy vọng kiếm thêm được một mớ tiền, bán bia, bán thực phẩm, bán những cái đồ trang trí cho mùa Super Bowl. Và như thứ hai có phải là Valentine không anh? Đúng, ngày thứ hai là đúng là ngày Chi tiền sau ngày Chủ nhật, rồi thứ hai lại chi tiền tiếp. Ở chúc thay là dịp tôi không rơi vào ngày thứ bảy Super Bowl thì rơi vào ngày thứ hai nha. Chúc bạn với bạn bè và người thân yêu trong ngày Valentine. Thưa quý vị, tôi không có quen cá độ, cũng không có thường xuyên coi football, cho nên cũng không muốn chi vào ngày Chủ nhật. Thứ hai thì không có bạn gái, cho nên đi làm bao nhiêu cái đi câu dành. Này quan trọng lắm chiều nay chắc là có địa chỉ email để tôi tung lên tôi đọc trên này cho mọi người gửi email về. Dạ. chia sẻ ngày Valentine. Mời Dũng bước vô. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó thì chúng ta thường thường nghe về những cái tin tức liên quan đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trong các cái bản tin vừa qua, và nhất là trong cái tình hình chiến sự hiện nay giữa Ukraine và Nga thì nó lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Như vậy thì Nord Stream 2 là đường ống dẫn dầu như thế nào và nó có tính cách ảnh hưởng đến cái vấn đề chính trị ở tại khu vực này như thế nào? Thì một phóng viên của đài CNN đã nói như thế này. Nó là một cái đường ống dẫn dầu rất là quan trọng, mà thậm chí Thủ tướng Ba Lan đã xem nó như là một khẩu súng mà nằm ở trong tay Putin hiện nay. Vậy thì Nord Stream là một cái đường ống dẫn dầu, chúng tôi xin lỗi, là một đường ống dẫn khí đốt chạy từ miền Tây nước Nga cho tới Đức, ở nằm ở dưới biển Baltic, quý vị đang thấy ở trên màn hình, người ta có giải thích đó. Và nó được hoàn thành vào khoảng năm 2012, có công suất mỗi năm là 55 tỷ mét khối khí mỗi năm, tức là nó có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 26 triệu ngôi nhà. Một bên cạnh đó thì Nord Stream 2, cái màu xanh, cũng đã được hình thành và nằm đi chạy song song theo cái đường ống dẫn dầu số 1 này. Và dự án này cũng trị giá 11 tỷ Mỹ Kim, cũng đã được hoàn thành vào năm 2021. Hiện nay thì các cơ quan quản lý của Đức chưa có đưa ra bất kỳ dấu hiệu là để bắt đầu cái dự án này. Là vì và thậm chí hiện nay thì quý vị nhận thấy đó, các cái vấn đề liên quan đến khai thác nó thế nào, nó vẫn ảnh hưởng
Và cái chính cái điều này là cái điều mà Ukraine cũng cho rằng Nga đang nắm trong tay một cái vũ khí rất lớn. Là vì khi mà họ mở cái ống đường ống này đó, thì cái đường ống ngày xưa mà dẫn qua cái khu vực Ukraine, đi qua cái lãnh thổ của Ukraine sẽ tắt đi. Thì lúc đó Ukraine sẽ mất đi một cái khoản lợi rất là lớn. Trong khi đó thì Nga có thể lợi dụng hai cái đường ống số 1, số 2 này để mà có thể giống như là cái đường ống cung cấp oxy cho cái bộ phổi ở tại châu Âu. Và nếu như họ muốn bóp nghẹt lúc nào thì điều đó cũng sẽ dễ dàng cho họ bóp nghẹt và dùng nó giống như là một cái con bài hoặc là một cái mồi nhử cho các chính phủ Đông Âu liên quan đến cái vấn đề khí đốt. Họ muốn thả ra lúc nào họ thả. Thì đó là cái điều mà người ta vẫn thường xuyên các chính phủ phải đàm phán với nhau để đưa ra một cái hợp đồng rõ ràng, chính xác để không có Nga không có thể lợi dụng cái đường ống này để mà làm khó khăn cho các quốc gia Đông Âu được. Tổng thống Zelensky đã gọi Nord Stream là một vũ khí địa chính trị rất là nguy hiểm. Hiện nay trong cái bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine đó, thì Nord Stream 2 cũng đã được chính phủ Mỹ cũng như là Vương quốc Anh trong số các quốc gia khác xác định nó là một cái con bài nhằm để thương lượng chính và là điểm để gây áp lực ngăn chặn Nga xâm lược Ukraine. Là vì là nếu như Nga xâm lược Ukraine thì phương Tây sẽ cắt cái đường ống này, không phải là cắt đâu mà không hợp đồng và không xài nó nữa, thì kể như cái số tiền mà Nga đã bỏ vào đầu tư cái đường ống này sẽ kể như là đổ biển. Đó là cái điều mà nó ý nghĩa của cái Nord Stream nó mang lại cho cái vấn đề mà đối đầu đàm phán chính trị hiện nay ở trong khu vực này là như thế. Thưa quý vị, trở lại với tin tức liên quan đến Tổng thống Joe Biden, thì trong ngày hôm qua khi mà ông đã có một cái cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC News liên quan đến một số các vấn đề, và một trong những số vấn đề đó là vấn đề là ông đang cất nhắc ai trong vị trí tối cao pháp viện, thì trong cái cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Biden cho biết rằng là hiện nay ông đang tham khảo về lý lịch, hồ sơ lý lịch của 4 phụ nữ gốc da đen. 4 người này, ông nói rằng hiện nay đang trải qua những cái vấn đề kiểm tra lý lịch với cơ quan FBI để xem coi là họ có những vấn đề gì mà sẽ làm tổn hại đến cái sự đề cử của họ hay không. Nói chung rằng là trong cuộc phỏng vấn này, ông đưa chúng ta thêm được một xíu thông tin liên quan đến những người mà ông đang cân nhắc. Hồi đó thì ông đã nói rằng là ông sẽ đề cử một người phụ nữ gốc da đen cho vị trí này. Nhưng tối ngày hôm qua thì ông cũng đã chia sẻ thêm, thì biết rằng là hiện nay ông đã có được 4 ứng cử viên người Mỹ gốc da đen phái nữ trong cái tầm mà gọi là có thể đề cử được. Và chúng ta chờ xem là sau khi mà lý lịch của họ kiểm tra một cách cụ thể, cặn kẽ, thì Tổng thống Biden sẽ công bố tên của nhân vật này cho toàn dân. Thưa quý vị, xin trở lại với anh Dũng. Trở lại với cái vấn đề biểu tình ở tại Canada, thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì đã có thêm cái lực lượng biểu tình gia tăng ở một số các cái địa điểm ngoài ở tại thủ đô Ottawa của Canada rồi. Thì hiện nay các nhóm biểu tình để đòi hỏi cái quyền là tự do của Canada lại tiếp tục đóng một số các cái địa điểm khác nằm ở trên các cái tiểu bang giáp giới với Montana, giữa Alberta với Montana, rồi Manitoba với North Dakota và một cái điểm khác là quý vị thấy đó, Ambassador Bridge là cái điểm ở tại thủ đô Ottawa, thì nó đã diễn ra. Tức là hiện nay có 3 cái địa điểm biểu tình, nó dắp chia đều ra trải dài từ phía đông qua phía tây dọc theo cái biên giới của Canada và Mỹ. Thì các giới chức hiện nay người ta đang lo lắng, và đặc biệt Bộ Nội an Hoa Kỳ trong ngày hôm qua cũng đã bắt đầu lên tiếng với vấn đề này. Và họ nói rằng cái tình hình biểu tình này có thể sẽ lan lên tại Hoa Kỳ, cũng như trong cái phần tin buổi sáng ngày hôm qua chúng tôi đã nêu đến cùng quý vị. Thì Bộ Nội an đã đưa ra một số các cái lời cảnh báo là tình hình này có thể sẽ gia tăng. Và thậm chí họ nói là từ đây cho đến thứ Bảy đó, ngày mai, có thể có một số các cuộc biểu tình có thể nổ ra tại Hoa Kỳ với cái hình thức tương tự như vậy. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki, cũng đã xác nhận cái tin này và nói là hiện nay Tòa Bạch Ốc đang theo dõi cái tình hình một cách rất là sát sao. Là vì nếu như nổ ra và họ lựa chọn ngày mai thì có thể họ có thể cái điểm đầu tiên có thể đó là tại cái nơi mà diễn ra cái trận cầu football cho ngày mai. Thì đây là cái điều mà Bộ Nội an người ta đang quan tâm, người ta theo dõi thật là sát. Cũng đã có tin là có một số các cái tổ chức cũng đã hẹn hò với nhau là có thể kéo về Washington DC vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới. Thì đó là cũng những cái điều mà người ta đang nhắm tới. Nhưng mà đến giờ phút này thì chưa có động tĩnh gì
và người ta chính quyền cũng như là giới chức của ngành an ninh của Hoa Kỳ đang theo dõi một cách sát sao và chặt chẽ những cái diễn biến này. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến cái cuộc biểu tình của các tài xế lái xe tải, thì tài xế của những chiếc xe tải hạng nặng này, những semi trailer truck, họ vẫn tiếp tục ngăn cản cái những tuyến đường xa lộ giữa Canada và Hoa Kỳ trong khu vực Manitoba, khiến cho nhiều nơi bị khựng lại. Nhưng trong sáng sớm ngày thứ Năm hôm qua, thì những cái người biểu tình này coi như là họ nói rằng là họ sẽ để cho một số các xe cộ lưu thông qua lại khu vực này và hạn chế chỉ những xe cộ nào mà chuyên chở những vật liệu y tế, hoặc là nếu mà có buôn bán súc vật nào đó còn sống thì họ mới cho qua thôi. Còn ngoài ra thì họ vẫn tiếp tục duy trì cái sự gọi là tạm gọi là cái sự gọi là cấm vận, hay là cái sự blockade, dùng những xe tải của họ để mà chặn lại những cái tuyến đường highway như vậy, không cho ai khác đi qua lại hết. Cảnh sát tại khu vực này xa lộ 75 giữa Manitoba bên Canada và bên Mỹ đó cho biết rằng họ vẫn chưa viết chí phạt nào cho những cái xe tải này vẫn đậu tại những cái xa lộ như vậy. Và người ta nói rằng là hiện nay một số các giao thông lưu thông được chuyển đến những cái cửa ngõ khác, với hy vọng rằng là cái tuyến đường này nó sẽ được tiếp tục mở để mà cho hàng hóa của hai bên có thể tiếp tục qua lại. Nhưng cái chuyện này thì không biết chừng nào nó mới được giải quyết được. Như chiều hôm qua thì chúng tôi cũng có cái bản tin đó là hiện nay các cái cơ sở sản xuất xe hơi ở phía Hoa Kỳ, kể cả những cái cơ sở cũng có nhiều cái hãng xe lớn của Mỹ đặt tại Canada, cũng đang gặp cái tình trạng vất vả vì thiếu thốn các cái vật liệu để có thể sản xuất xe hơi. Thậm chí có nhiều nhà sản xuất đã phải đóng cửa một số các cái ca làm việc của những cái hãng sản xuất xe của họ liên quan đến cái tình hình này. Hy vọng là nó sẽ không gia tăng một cách trầm trọng hơn trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức buổi sáng với Thay Lời Hiệp và anh Dũng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị bước tiếp. Ngày thứ hai tới, như chúng tôi đã thưa, sẽ là ngày Valentine. Trong cái ngày Valentine thì dĩ nhiên rồi, những người nào có bạn gái hoặc bạn trai sẽ mời nhau đi dự những cái bữa tiệc hoặc là những cái buổi hẹn hò trao đổi tình cảm. Thì trong cái ngày thứ hai tới đây đó, một cậu bé 5 tuổi đã cũng có hẹn với một người bạn gái của mình làm một cái date để đi ăn chiều với người bạn gái này. Và thưa quý vị, cái người bạn gái này là cô giáo của cậu bé này. Cậu bé này thì mới học kindergarten thôi, mới vào lớp mẫu giáo. Tuy nhiên đã được cô giáo, và trong thời gian vừa qua đã khi mà em đi vào lớp thì em đã tạo được cái sự chú ý của cô giáo. Cô nói là em rất là thông minh trong thời gian qua, và tuy là em vô sau các bạn nhưng là em tạo một cái ấn tượng tốt cho cô giáo. Và cô nói những cái điều gì mà tuy là em vào sau đó nhưng mà em rất là sáng dạ, học tới đâu hiểu tới đó, thậm chí có những cái trao đổi rất là thông minh với cô giáo. Và các em biết được rằng là thứ hai này sẽ là ngày lễ Valentine, thì các em cũng biết là trong cái ngày đó thì tất cả mọi người đều sẽ hẹn hò để đi ăn với nhau. Thì em mới viết một cái thiệp và em hỏi là cô ơi, liệu cô có thể đi ăn với con buổi dinner trong ngày Valentine được không, vào ngày thứ bảy này chứ không phải là ngày đúng ngày thứ hai. Thì dĩ nhiên cô giáo là nói cô rất là vui lòng để đi. Thế là thứ bảy này thì hai cô trò sẽ đi ăn một buổi chiều với nhau. Và nếu như mà ai mà ở gần cái khu vực này mà thấy hai cô trò mà đi ăn với một cái buổi dinner Valentine đó, thì cũng đừng lấy làm lạ và hiểu rằng đó là cô giáo dắt học trò, cậu học trò cưng của mình, vì cậu đã mời để được đi ăn chiều trong ngày lễ Valentine với cô giáo. Cô giáo này cũng rảnh thiệt á. Ồ, thì chẳng thắm, nếu mà bạn không nhận lời, bạn sẽ làm hurt cái feeling của cậu bé này. Điều đó rất là quan trọng. Cô giáo này rảnh. Ông này, ông chưa có bồ, thành ra ông không có... Không hiểu được. Có vẻ không thích nít. Không hiểu. Sang qua tin tức liên quan đến tiểu bang Texas, thưa quý vị. Thì nếu quý vị còn nhớ rằng là trong những tháng trước đây, thống đốc tiểu bang này, ông Greg Abbott, đã đưa ra một sứ mệnh, nó gọi là Operation Lone Star, khi mà ông điều động hơn 10.000 quân nhân trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas để mà tới khu vực biên giới giữa Mexico và Texas để mà tuần tra bảo đảm rằng là thành phần di dân bất hợp pháp không có được tràn từ phía nam của biên giới sang qua nước Mỹ. Thì từ những tháng trước cho đến bây giờ,
Đài truyền hình CNN cũng đã truy cập được một số các đoạn thu băng audio của các quân nhân trong lực lượng vệ binh quốc gia của Texas than phiền rằng là họ không có rõ là tại sao mà họ vẫn có mặt ở đây, họ phải rời bỏ công việc của họ và đời sống bình thường của họ để mà tới đứng gác ở tại khu vực biên giới này và không có một cái sứ mệnh rõ ràng ngoài việc là chỉ đứng đó để mà quan sát thôi. Nếu mà thấy các thành phần hay các phần tử di cư bất hợp pháp thì phải gọi nhân viên biên phòng, chứ ngay kể cả các lực lượng vệ binh quốc gia cũng không có đầy đủ những cái thẩm quyền để mà bắt những thành phần di cư bất hợp pháp, mà phải gọi cho nhân viên biên phòng để mà bắt. Và một số người khác thì than phiền rằng là không có đủ những cái dụng cụ cần thiết để mà thi hành công vụ của họ. Nói chung là đây là một cách mà để cho đài truyền hình CNN đưa ra những cái ý kiến trái chiều trong sứ mệnh Operation Lone Star được thực hiện vào tháng 3 của năm ngoái, đưa lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang lên để mà ngăn cản cái việc mà di dân bất hợp pháp tại tiểu bang Texas. Chính phủ Úc trong những ngày vừa qua đã bắt đầu đưa ra một cái báo động liên quan đến cái loại thú koala. Koala chúng ta chắc là phần lớn người Việt chúng ta đều quen thuộc với cái hình ảnh của con thú này. Nó cũng là một cái biểu tượng của nước Úc. Koala, tiếng Việt mình chắc có thể tạm gọi là con cù lần đi, tại vì nó cũng giống như vậy đó. Hiện nay chính phủ Úc đã liệt kê cái loại thú này vào cái danh sách là có nguy cơ bị tuyệt chủng ở ba bang ở nước Úc, đó là New South Wales, Queensland và lãnh thổ của thủ đô Úc, sau khi mà cái số lượng của loài thú này nó giảm một cách nhanh chóng trong 10 năm vừa qua. Bộ trưởng Bộ Môi trường Susan Lee đã cho biết là bà đang tăng cường để bảo vệ loài thú koala thoát khỏi những cái sự lùng bắt cũng như là những cái sự mà nguy hiểm đến với bản thân ngay cả trong cái đời sống tự nhiên vì bị các cái loài thú khác tấn công. Bà cho biết là đây là một cái loài hiện nay nó đang có nguy cấp bị tuyệt chủng trong thời gian sắp tới nếu không có một cái biện pháp để mà bảo vệ chúng. Bà cũng cho biết là quần thể koala đang phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa, từ việc là người ta khai hoang về vấn đề dịch bệnh cũng phải, và đồng thời nó cũng phải đang cần phục hồi sau những cái trận cháy rừng rất là khủng khiếp của các năm về trước đó, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái dân số của cái loài thú này. Do đó mà chính phủ cũng như là cái bộ môi trường của Úc hiện nay họ đã đưa ra một số các cái biện pháp cần thiết. Người ta cũng còn nhớ là vào năm 2020 thì trong một cái cuộc điều tra của Quốc hội Úc đó, người ta cũng cảnh báo rằng koala sẽ tuyệt chủng ở New South Wales vào năm 2050, trừ khi là chính phủ có những cái biện pháp hành động một cách khẩn cấp để bảo tồn cái loài giống quý này. Thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến những người cao niên hiện nay trở thành những mục tiêu của kẻ ác để mà ăn cắp nữ trang của họ. Sự việc này xảy ra khi mà đã có một cái nhóm ăn cắp hay là ăn cướp nhắm vào các thành phần cao niên trong tiểu bang California, và nhiều khi những thành phần cao niên này là người gốc Á. Khi mà những cái kẻ xấu này họ cố tình họ đưa ra những cái lời chào hỏi nghe nó rất là thân thiện đối với những cái người già, ví dụ đi bộ, quý vị đang nhìn thấy là một bà cụ người gốc Á Châu đi bộ, và khi mà hai bên nói chuyện nhau với vậy, bà cụ không biết tới gần, tưởng là chỉ là hàng xóm nói chuyện thân thiện với mình thôi. Khi mà tới quá gần đó, thì cái kẻ xấu này đã giật ngay cái dây chuyền vàng trên cổ của bà cụ và sau đó xe lái đi. Bà bỡ ngỡ, không biết chuyện gì xảy ra và đã cứ đi lang thang về nhà. Về tới nhà thì con cái mới biết rằng là dây chuyền vàng đã bị mất rồi. Và cái âm mưu như vậy hay là cái kế hoạch như vậy đó, nó thường xuyên xảy ra ở tại những nơi như là khu vực San Francisco, miền Nam Cali và cũng như là ở tại thủ phủ Sacramento, thưa quý vị, khi mà cứ thế là những bậc gọi là cô chú bác của chúng ta cứ đi bộ tập thể dục ở ngoài trời, đi những khu thương xá, nhiều khi đi một mình đó, thấy ai tới chào hỏi tưởng là người thân thiện tới và vô tình thì tới gần quá để cho họ giật đi những cái dây chuyền trên cổ cũng như là những cái dây bracelet ở trên cái cổ tay, thì đây cũng một cách mà quý vị nên đề phòng và khuyến khích cha mẹ của mình cũng nên cẩn thận, không nên nói chuyện với người lạ. Nhất là khi mà đeo, các cụ thì thường thường đeo những cái dây chuyền vàng nó nặng đó,
có những cái dây chuyền ở trong cái bản tin này nó nói đó có thể đến 5-6 ngàn Mỹ kim trị giá, và thường thường nhiều khi không phải là giật đâu nha, họ có thể họ đổi, họ tráo đi, họ đưa những cái vòng giả đưa vào tay các cụ, lột cái vòng kia ra rồi nói à đại khái như thế này, nhất là các cụ. Thành ra là đây là một cuốn lời báo động, cảnh báo. Việc này nó đã xảy ra ở tại thành phố San Ramon ở phía bắc California, nhưng người ta lên tiếng cảnh báo rằng nó có thể xảy ra ở khắp tiểu bang và nhiều địa phương khác nhau. Vâng, thưa quý vị, như đã thưa, vào thứ bảy này sẽ là ngày football. Nếu chúng ta đã biết về cái trái banh football nó được sản xuất như thế nào và sản xuất tại đâu không, nó là một thành phố nhỏ ở tại Ohio và nó đã có truyền thống lâu đời, thưa quý vị. Đây là một thành phố chỉ có khoảng 5.941 cư dân thôi, nhưng đã có cái truyền thống để sản xuất những cái quả football dành cho các cái cuộc đấu football trong nhiều năm vừa qua. Đây là cái quá trình mà chúng ta thấy đó, người ta sản xuất như thế nào, từ cái việc thuộc da đem vào sản xuất, rồi cắt xén nó như thế nào, rồi đưa qua các cái công đoạn hấp nó như thế nào để tạo cho cái loại da này nó có sức bền, rồi may như thế nào để nó kết hợp lại tạo thành một cái quả bóng football. Thì tất cả những cái banh của cái đội NFL đều được sản xuất ở tại cái khu vực này. Theo như cái nhà sản xuất của cái banh football này, họ cho biết đó, trong cái trận cầu năm nay đó, thì người ta sẽ sử dụng tổng cộng 120 quả banh này để thay thế nó từ đầu trận đấu cho đến cuối trận đấu. Tức là kinh chỉ xài một lúc là bỏ vào thay cái trái banh mới đem ra, chứ không phải là một trái banh mà cứ dành nhau từ đầu tới đuôi. Thì đó là các cái công đoạn. Và đây là cái thành phố đã có truyền thống từ lâu về cái việc sản xuất banh football cho các cái trận cầu chính thức. Và năm nay thì cũng như vậy đó. Hiện nay thì họ đã chuẩn bị xong xuôi các cái trái banh để chuẩn bị đưa ra thi đấu trong ngày mai. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như trong phần tin chúng tôi đã nêu, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken ngày hôm nay đã có mặt ở tại Melbourne và cùng với Ngoại trưởng của Úc chủ trì cuộc họp bốn bên giữa Hội đồng Bộ trưởng của các quốc gia Nhật, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ. Giữa lúc tình hình căng thẳng tại khu vực Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, sự xuất hiện của ông Blinken ở tại khu vực này, ở tại Úc Châu, cũng là một cái dấu hỏi lớn. Và như trong bản tin chúng ta cũng đã nêu, chúng ta biết rõ cái tầm quan trọng của cái liên minh Trung Quốc và Nga. Sau khi trước khi đã Thế vận hội diễn ra, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp gỡ, và qua đó thì họ đã công bố những cái chiến lược đối tác không có giới hạn giữa hai quốc gia này. Đây là một vấn đề rõ ràng từ lâu nay làm cho Hoa Kỳ và một số các quốc gia phương Tây đều lo lắng. Trước tình hình căng thẳng tại Ukraine và trước những cái mối đe dọa của Trung Quốc liên tiếp diễn ra ở khu vực Biển Đông và đối với Đài Loan, thì đây là một cuộc họp rất quan trọng. Và theo như các phóng viên cho biết và đưa ra nhận định, đây là một thông điệp rõ ràng nhằm đưa đến, gửi đến cho Trung Quốc thấy rằng chủ trương và mục tiêu của Hoa Kỳ không hề lơ là tại khu vực Biển Đông, mà có phần còn tăng cao hơn nữa với cuộc họp của bốn ngoại trưởng của Bộ Ngoại giao của bốn cường quốc ở trong khu vực. Tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của Thái Lợi Diệp về tình hình này. Thưa quý vị thấy rằng là trong lúc biên giới giữa Ukraine và Nga căng thẳng, và nó cũng có một lý do rất là hợp thời để cho Tổng thống Nga Vladimir Putin qua để mà gọi là hội kiến với ông Tập Cận Bình ở tại Trung Quốc. Sau khi hai người này gặp nhau trong cái phần mà gọi là khai mạc của Thế vận hội mùa đông ở bên Bắc Kinh đó, thì họ lại có ra một cái thông báo chung, họ gửi ra một cái thông cáo báo chí chung nói rằng là Trung Quốc ủng hộ chính sách của Nga, cho dù rằng là không có nói rõ tên của Ukraine. Thì để cho quý vị thấy rằng là Nga trước khi mà có những cái âm mưu gì đó hay là có những kế hoạch gì đó cũng nên đi hội kiến và tham khảo với lại đồng minh thân cận nhất của mình. Thì cũng tương tự như vậy, thưa quý vị, chuyến viếng thăm của ông Antony Blinken tới khu vực Úc, Nhật Bản cũng như Nam Hàn và Ấn Độ trong ngày hôm qua cũng như sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương đó, nó cũng mang theo cái ý nghĩa đó là không phải
những vấn đề tại Ukraine là vấn đề duy nhất mà hiện nay các quốc gia phương Tây, các quốc gia theo thể chế dân chủ cần phải quan tâm đến. Và chúng ta cũng không thể nào lơ là một cái mặt trận là khu vực ở tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khi mà Trung Quốc vẫn lăm le nhắm đến những nơi như là Đài Loan và cũng có đủ cái khả năng quân sự để mà cưỡng chiếm quốc gia này, hay là có những cái hành động khác nhắm vào những quốc gia khác. Thưa quý vị, thì cái chuyến thăm của ông Blinken nó cũng gửi một thông điệp rằng là chúng ta làm việc 24/7. Chúng ta, nếu mà nói theo cái cách mà của bà Kamala Harris á, là có nghĩa là vừa có thể mà ngay chewing gum mà vừa đi bộ cũng được, chứ không phải là những người mà một lúc mà miệng mà ngay chewing gum rồi thì không còn cái trí óc để mà đi bộ nữa. Thì trong lúc mà chúng ta vẫn deal với Ukraine, chúng ta đây là Mỹ đó, chúng ta vẫn có thể nhắm vào và tập trung vào những vấn đề khác. Tại vì Mỹ cũng có thể một lúc mà có thể cân vấn đề tại Đông Âu và cũng như là vấn đề ở tại Biển Đông. Xin trở lại với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng đây là một chuyến đi rất là quan trọng trong thời điểm này. Dĩ nhiên cũng có một số người đặt ra câu hỏi tại sao ông Blinken lại hiện diện ở Melbourne trong lúc tình hình ở tại Ukraine là một cái tình hình dầu sôi lửa bỏng. Thì đó là cái câu trả lời rõ ràng. Chúng ta vẫn thấy Hoa Kỳ luôn luôn hướng mắt về một cái tình hình chung ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ riêng vào một địa điểm nào. Có thể là họ đưa ra dương đông kích tây, phía Nga và Trung Quốc đã hợp tác với nhau để nhằm gia tăng cái mối căng thẳng, để tập trung sự chú ý vào khu vực Ukraine. Biết đâu ở khu vực bên này Trung Quốc sẽ tạo ra những cái việc gì đó liên quan đến đảo quốc Đài Loan thì sao? Chuyến thăm của ông đến Úc là chuyến đi đầu tiên đến đây kể từ khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ, Úc, Anh đã đưa ra một cái liên minh AUKUS, chúng ta còn nhớ vài tháng trước đây. Đồng thời trong ngày hôm qua đó, khi mà trong một cuộc họp báo thì ông Daniel Crichton Prince là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội trước đây và bây giờ hiện nay là ông ta giữ chức là trợ tá cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề liên quan đến Đông Á và Thái Bình Dương, cũng tuyên bố với đài VOA của Hoa Kỳ là một phần của các cuộc thảo luận trong cuộc họp Ngoại trưởng nhóm Quad lần thứ tư tại Melbourne sẽ liên quan đến các thách thức mà Trung Quốc đã đặt ra. Dĩ nhiên, các chuyên gia quân sự thì cho rằng bộ tứ này không phải là một liên minh quân sự, nhưng Trung Quốc sẽ không thua vì chúng ta có đến 4 nền dân chủ, 4 cường quốc với sự hiện diện hàng hải một cách mạnh mẽ của họ trong khu vực Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ cùng thảo luận với các bộ trưởng này về các cái vấn đề khác liên quan, chẳng hạn như là chống lại Covid-19, như đó có lẽ là những cái điều phụ thôi. Trong khi đó thì tại Bắc Kinh, các viên chức Trung Quốc cũng đã bày tỏ cái sự thận trọng đối với cái hội nghị Quad và cái hợp đồng giữa nhóm AUKUS là giữa Anh, Hoa Kỳ và Úc Châu. Tuy nhiên, khi mà được các phóng viên hỏi về cái vấn đề này thì ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên, ông ta đã lên tiếng mạnh mẽ công kích nền dân chủ của Hoa Kỳ, trong khi mô tả Bắc Kinh là một quốc gia, mô tả Trung Quốc là một quốc gia luôn luôn tìm kiếm sự hòa bình. Ông nói, với cái gọi là nền dân chủ đã sụp đổ từ lâu, Hoa Kỳ đang buộc các quốc gia khác phải chấp nhận các tiêu chuẩn của nền dân chủ Mỹ, vạch ra các đường thẳng với các giá trị dân chủ và chấp nối các bè phái. Đó là một sự phản bội hoàn toàn đối với nền dân chủ. Đó là lời nói nguyên văn của ông Triệu Lập Kiên. Chúng ta cũng hiểu rồi, vừa đánh trống vừa la lạc và cho mình rằng là những cái người tìm kiếm hòa bình, nhưng một mặt khác lại gây hấn và chèn ép các quốc gia nhỏ trong khu vực. Đó là đường lối của Trung Quốc mà chúng ta đã thấy từ bao nhiêu lâu nay. Cảm ơn phần phân tích với Thái Lợi Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và xin chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ và hẹn gặp lại trong chương trình này thứ hai. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sam's, hệ thống quản lý khách hàng chuyên nghiệp cho tiệm nail. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Thank you Birdness, tổ yến thượng hạng, cuộc sống là món quà. It's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on.
So whenever you're ready for a little rest, a little relaxation, and a lot of fun, we'll be here. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino today. Ủa, con gái, con mới về hả? Dạ. Wow, dạo này trông mẹ khỏe và tươi trẻ ra đó nha. Ôi, mẹ dùng yến thượng hạng, thanh kiều bớt nét nè con. Yến thượng hạng được lấy từ vùng biển đảo Java thuộc Indonesia, là sự kết hợp của biển đảo để tạo thành sợi yến giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Thanh kiều bớt nét được FDA kiểm chứng đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Yến thượng hạng thanh kiều bớt nét, quà tặng từ thiên nhiên. Ok, see you on next Tuesday. Pick the color, please. I would like the red, please. Ok, red, ok. Wait. Hello? Oh, got you. Green color tomorrow. Ok. Sorry. Wait a minute. Hello? Ủa? Chị hai? Actually, I wanted the red color. Hả? Huh? Red? Ok, sorry. Cái gì? Thôi chết rồi. Em quên mất tiêu. Sinh nhật má hả? Sao đi được? Em vừa làm, em vừa bút hẹn đây nè. Rối tùm lum tà lá trơn à. Phải làm sao bây giờ? Sorry. Dùng Sam's đi em. Tiện lợi lắm. Ừ. Con nhỏ em gái, nó xanh sau tôi có một phút mà. Mà đời nó thì vất vả, còn đời tôi thì thông thả. Nhờ có Sam giúp giảm các cuộc điện thoại và nhận lấy hẹn nhiều hơn qua hệ thống booking online 24/24. Việc lấy hẹn được sắp xếp và giao cho thợ đang rảnh, giúp tiết kiệm thời gian quản lý lịch hẹn của tiệm. Mấy đứa bên tiệm nghe, chị về chở má đi ăn. Bye. Nhân dịp năm mới, Synchronic xin giới thiệu trọn bộ dàn máy karaoke mới nhất năm 2022. Gồm có một cặp loa, một đầu lọc âm ly và tặng kèm một cặp microphone không dây, chỉ với 1.499 đồng. Và đặc biệt, mua hàng tại Synchronic, quý vị sẽ được free shipping, bảo hành 1 năm, 18 tháng, không tiền đau, không tiền lời. Xin gọi 714-719-2474, synchronic.com. Bạn ngủ không ngon giấc, đau nhức xương khớp, máu huyết không lưu thông, cơ thể luôn mệt mỏi, căng thẳng. Đừng lo, đã có Fuji Massage Chair chuyên hỗ trợ trị liệu, giúp bạn phục hồi cơ thể. Fuji Massage Chair giúp lưu thông máu, cải thiện sức khỏe, giúp ăn ngon, ngủ sâu, giảm các vấn đề đau nhức, mệt mỏi cơ thể rất hiệu quả. Sử dụng ghế Fuji Massage được cho là liệu pháp giảm stress thư giãn tốt nhất sau ngày dài mệt mỏi. Fuji Massage Chair, người bạn không thể thiếu trong cuộc sống mỗi gia đình người Việt. Fuji Massage Chair 714-855-5456. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824. 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.